Hội người khuyết tật thành phố Cần Thơ phối hợp với nhóm thiện nguyện Từ bi thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao quà yêu thương cho hội viên là người khuyết tật có hoàn cảnh nghèo khó khăn trên địa bàn thành phố. Có 100 phần quà, mỗi phần gồm 5 kg gạo, 1 thùng mì, nhu yếu phẩm, bánh sữa và 340.000 đồng tiền mặt, tổng trị giá 80 triệu đồng do nhóm thiện nguyện Từ bi thành phố Hồ Chí Minh vận động 77 mạnh thường quân hỗ trợ. Đây là hoạt động chia sẻ với hội viên khuyết tật nghèo hoàn cảnh khó khăn, giúp họ giảm bớt phần khó khăn trong cuộc sống. Hội người khuyết tật thành phố Cần Thơ có trên 450 hội viên. Từ đầu năm đến nay, hội đã tranh thủ mọi nguồn hỗ trợ để xây nhà, trao xe lăn quà cho hội viên khuyết tật, tổng trị giá gần 300 triệu đồng.